em lên đề xô cho anh. Anh mày lên đề xô cho anh, bây giờ đề xô nó không phải off effect nữa. Tú ơi, meta in my head baby. Meta is all in my head baby. Nhớ không? Sai lần sơn lên đề xô. Thả lên bố set. Đề xô kết hợp với cái trách của anh, mày bắn được mấy phát là chết thôi. Sống bà mà con tinh tìm bơi. Chồng này, ui dồi cá gặp nước ớ. Level 4 không ạ? À? Cá gặp nước luôn. Thế cá ôi gặp cá gặp nước ạ. À. anh đừng có trườn đánh nó đi. Anh trườn có tác dụng gì đâu. Nó đi xuyên qua người anh mà. Cái skill 1 là đi xuyên qua mà. Mày đừng có nghĩ là anh không biết. Mày nói ra các bạn này để ý là quả đấy anh cố body block, anh thể hiện skill thôi. Anh nhường mạng cho mày nhưng cuối cùng tay mày bé thì anh đâm chết nó. Mày cứ phải nói ra mày cái câu chuyện là gì. Anh ngục độc à? Ngục độc hả? Ngục độc có lý ha. Yes. Anh không đủ tiền à? Úi dồi ôi, 2 room bounty thì đủ ngục độc luôn baby. Anh giết được rồi. Em mới đang dưới body block chuẩn này. Anh Vê Azu nào? Vào đi. Chịu. Anh ấy vào xong sắp dừng tìm cái ngọc độc đúng không? Anh không thấy. Làm anh gì có ngọc độc ở đây? Cả tuổi thanh xuân của anh chỉ đi tìm ngọc độc thôi. Thế lại vào xong dừng. Tìm mẹ mày. Mày. Thế. But your hands. Chơi. Đá trụ luôn. Ôi kìa, sao mày không để anh ăn? Thằng sắp con. Thế cho anh ăn con creep này. Thưởng. Đéo ăn. Không. Điều gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Anh phải sửa tan chúng ấy nhá. Nó mà tỉnh dậy là anh em mình chết cả đôi. Mày đã thấy cái quả mà anh sửa tan. Ê, hàng về. Phải chạy, đánh đi anh ơ. Sao mày lại anh đầy máu mà. Sao anh lại chạy thành bút xì để vào Linh đi. Không phải Linh rồi đấy. Đi mẹ mày thằng ngu. Anh ơi vào. Vào sao? Thôi nó vào Linh đi đấy. Em ơi, nó vào Linh đi kẻ mẹ. Ai sai rồi. Idol fucking nice. Idol. Idol để cho xin miếng bao tiêu run đi. Quên cái đi mẹ. Idol này đéo được rồi. Idol kinh quá. Kiến bị chay cả nhá. Nhưng mày hết mana rồi gì? Chuyện đánh chay. Idol. Từ. Hết mana anh em ơi. Hết mana. Mà anh em mình hết mana là anh em mình khó này, chơi. Này mana này, chơi mana này. Idol né ra. Idol kiểu rất là chảnh cún đấy. Chảnh cún. Chảnh chó còn chảnh cún. Hay là bây giờ hai anh em chơi outlast. Được. Thì anh để em chuyển hết ra màn hình màn chờ outlast luôn. Các bạn đá hết cái máu lên. Thế thì mày chơi outlast đi. Thế mày chơi outlast đi Tú. Mày chơi outlast rồi. Tắt ít tay mày còn nhanh ấy. Chứ anh thì chịu ấy. Anh chơi outlast thì kiểu các bạn sai quá bị kiểu vậy. Mày nói cái đéo, cái thằng nào nói cái gì đấy? Em bảo bây giờ anh cho mắc ra thì anh chỉ để anh nghe đây thôi, là anh em đừng nghe để hết, không cần phải lấy tiếng. Đéo chơi đâu đi mẹ. Đéo chơi không chuẩn chuẩn, bật bắn BBG đi, anh nói thật sự đấy. Ok, em chơi xong anh ngồi cạnh nhá. Thôi, em nghĩ lại. Thôi, mày chơi. Thôi, em nghĩ lại rồi, sau khi nhìn thấy cảnh em nghĩ lại rồi. Thôi, trò này kinh quá. Không phải thật sự là, kiểu nó bị kiểu đông cứng cả nó bị đông cứng cả cơ thể đến mức độ mà kiểu nó không xử lý được trong game ấy. Thì không phải là không muốn sâu cho anh em cảm xúc lúc bị sợ mà là nó bị sợ quá. Đấy. Em ơi, từ bỏ nó quay. Mày còn không nghe được tiếng gì đâu nhá. Mày không nghe. Ôi, không cần nghe. Cái game này cái âm thanh nó mới sợ. Em sợ rồi.
chứ còn cái hình nó không ấy đâu. Cô mẹ hét ăn luôn à? Té đi tù ơi! Té đi tù ơi! Mày đứng gì thế hồi nữa đi mẹ mày! Mày biết chạy đâu đâu nha! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! Âm thanh tụt mẹ cho bím luôn. Từ 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 đấy. Cái con kia là con lần anh hét này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh thử đi. Vẫn là con này. Em bật 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 voi đi mẹ con Sida. Sao luôn. Ôi, mày biết chơi thật luôn. Nhặt 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 nhặt. Pick up, pick up. Chụp chụp chụp. Chụp 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 chụp. Cái gì á? Chạy ra. Pin pin pin. Bây giờ phải tìm đường mà chạy chạy ra. Bây giờ không được đi làm sao ấy. Đây nhưng mà bật đèn lên đấy, mày phải nhìn xuống này. Wow, mày chạy được phết kìa. Đợt này đến đến đây là tao chơi là tao chịu, tao chả biết chơi gì đâu. Tao đi đợt này sáng rồi, trong này có đèn này, có cái chuông kìa. Cái gì sáng 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 cái gì vậy? Tao chơi được đây này, nối lại. Kiếm chỗ trốn, ăn lồn rồi, chỗ trốn đâu bây giờ? Còn nếu mà có cái mấy cái thùng ấy. Đấy đấy. Đấy đấy. Sao em bảo là có tiếng gì mày gọi em không à? Thì không nên anh nhớ gì. Tao thắng tay nghe. Bảo tiếng gì mày gọi em không à? Sao nhớ là gì? Nên không. Trò này chơi nó không cuốn ấy. Bắn BWG. Mỗi cái việc là có cái tai nghe thì report thôi mà. Nhưng mà tao đéo nghe được. Kinh bỏ mày. Ờ thì mẹ mất hình tôi làm lại này. Đấy 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 đấy. Tao vừa nhìn thấy chuột. Tao vừa nhìn thấy chuột. Quay. Nó sắp đến rồi. Thôi chết rồi. Chết thêm lần nữa. Sẽ làm quả cười rồi. Ôi hai em ơi. Đấy được rồi. Quay lại. Ui cái lồn kia, nó chạy nhanh à. Kính ừ. Chắc là trời chơi nó chỉ đến thế thôi. Đúng rồi. Anh cốt truyện nó chỉ đến đúng vậy rồi. Cốt truyện là thằng này chạy xong rồi sẽ bị giết. Giết thì thôi, không phải là hết phim mà. Phim nó chỉ đến thế thôi. Phần 3 mới chơi tiếp. Đây là hết phần 2 rồi. BBG. Phần 2 nó chỉ đến đây thôi. Ăn hết 4 luôn đi anh ơi. Ăn hết 4. Thôi nhá. Game chỉ đến đây thôi. Cơm.